Tớ ơi, làm gì ấy? Đang nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học à? Lại nghiên cứu khoa học. Thế hôm nay có cái gì hay chia sẻ với mọi người xem nào, để cho mọi người xem nào. Em thì đang nghiên cứu cái công trình. Em kẻ sẵn cái một cái vạch ở trên cái cốc như này. Đâu? Đây, nhìn thấy chưa? Rồi sao? Xong sau đó là mình cắt cái cốc này. À, cắt cốc đấy hả? Đây đây, chú cầm máy cho anh. Đây, cầm máy. À, chú chờ anh tí. Đi đâu? Anh đi ra đây tí. Ồ. Đây. Cắt cốc này gì? Ê! Cắt cốc này đúng không? Ôi, khoan. Sao? Khoan. Sao lại khoan? Giờ ai người ta dùng dao. Không dùng dao thì dùng gì? Mà không dùng dao mà không được cầm cái cốc lên. Không được cầm cái cốc lên. Ừ. Chạm vào được không? Không chạm được. Không chạm vào được cốc. Không được chạm vào cốc. Mà đòi cắt cái cốc này. Thế mới là công trình khoa học. À rồi. Thế chú làm đi. Của chú tất. Ôi sao thua nhanh thế? Thế chú làm được thì chú làm đi. Cầm đây. Đợi em một tí. Chú định làm cái gì? Đợi em một tí. Lại đợi tí. Công trình nghiên cứu khoa học có thể. Gì à? Nước. Rượu. Cho nó uống rượu à? Ừ, cho nó uống rượu cho nó say. Đây này, xem này. Công trình khoa học phải, nó có phải công trình nghiên cứu ẩn hoay. Ừ. Suy nghĩ từ sáng giờ đấy. Đổ nước làm gì? Đợi tí cho nó uống. Ê. Không được chạm vào cốc mà. À, quên, em xin lỗi. Đây mình chưa cắt, đây thì em chỉ đang đổ nước thôi chứ chưa cắt. À. Cắt khi cắt mình không được dùng tay thì đúng rồi. Công trình khoa học nghiên cứu. Đúng vậy nhá. À, thế làm sao nữa? Thì đợi tí, bất ngờ còn ở phía sau, anh cứ bình tĩnh, nóng. Cho nó uống lên đấy. Cho nó uống lên đây. Xong làm gì tiếp theo? Đợi tí. Đổ mất rồi, đều. Bật nữa. À, hiểu rồi. Ôi. Thế là chú đốt cho nó cháy lên đấy đúng không? Đúng cái rồi. Phần dưới vạch có nước nó không cháy được đúng không? Đúng rồi. À, hay đấy. Được. Đúng. Rồi, mọi người nhá. Công trình khoa học nghiên cứu. Thế là trong clip hôm nay là tôi chia sẻ với mọi người cách cắt cốc là không được chạm cốc này, không được dùng dao này, mà cắt được đúng cái vạch theo vạch như ý này. Đấy. Rồi bây giờ chú làm tiếp đi cho mọi người cùng thưởng thức. Mọi người nhìn nhá. Đơn giản thôi. Giờ này mình cứ hơ cho nó cháy thôi. À, đấy, mọi người xem đang cháy này. Công trình khoa học nghiên cứu từ sáng giờ đấy. Đây là một không cái đơn giản đâu. Thí nghiệm vật lý rất là hay mọi người nhé. Dựa theo cái hiện tượng là nước không cháy được. Nước không cháy. Nếu mọi người nhé. Nếu có làm thí nghiệm thì mọi người làm thí nghiệm bằng nước thôi chứ đừng có đổ xăng, đổ dầu vào. Nó lại phản khoa học. Đấy, bác nhìn thấy chưa? Đúng không? Tính chất của nước là nước không cháy được, mà cháy đến phần nước là dừng lại. Đúng là cắt luôn. Được cái, theo đúng cái vạch như ý. Đấy. Thì ra là vậy, mọi người xem rất là hay. Công trình khoa học từ sáng đến giờ đấy. Nhẹ nhàng không gió không cháy được. Đấy, rất hay nha mọi người nhá. Rồi. Bác thấy công trình khoa học của em được không? Hay đấy. Quá hay. Bằng mặt chưa? Gần bằng rồi. Cháy nốt là bằng. Bác này mang dao ra đây bác. Mà làm sao này khói nó cứ quay về phía mình như thế này. Căn bản là em điều chỉnh rồi. Ô, có đi đâu nó cũng theo ạ. Chả thế thì sao? Đây, thấy chưa? Bằng mặt đẹp chưa? Hay đấy. Quá hay luôn. Mọi người. Ok. Mọi người mang ra. Đấy, mọi người thỉnh thoảng dùng mẹo này để cá cược của nó. Cá cược rất là hay mọi người nhá. Rất là hay luôn. Thôi mọi người, anh sự cố ngoài ý muốn là. Thôi đốt cho nó cháy hết cũng được. Nó có tí gió này nè. Thôi mình không chạm vào được. Này nó có tí gió mọi người ạ, nó không cháy hết được rồi. Rồi mọi người nhá, cắt theo đúng vạch như ý luôn này. Vào đúng vạch luôn. Đây mọi người này. Rồi. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi clip của chú Đô Vê Đốc nhá. Rồi chúc mọi người một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình.